Đi đâu? Đi đâu? Đi, đi. Hả? Đi bố. Đi bố làm gì? Đi bố. Mẹ không chơi với bố đâu. Đi bố. Thấy bố mẹ giận nhau căng thẳng, cậu bé liền ra tay hòa giải trong vòng một đốt nhạc. Một cậu bé thấy bố mẹ giận nhau, người mẹ còn tiêu nghỉu ra sofa nằm một mình, không thèm nhìn mặt bố. Thế nên, cậu bé đã chạy đến chỗ mẹ, bằng mọi cách kéo mẹ vào trong phòng. Đằng nặc đôi mẹ và bố phải làm hòa với nhau. Từ sử dụng vũ khí tối thượng là méo máu, oa khóc, cho đến tinh nghịch, kêu mẹ trèo lên giường nằm cạnh bố. Chơi bố ơi. Mẹ không biết chơi với bố đâu. Chơi. À, con nhìn đây này. Vì điện thoại không làm chơi với mẹ đâu. Đấy. Đấy, quay mặt đi chỗ khác đi kìa. Mẹ chơi. Mẹ trèo lên nhưng mà mẹ không biết chơi với bố. Mẹ chồng. Mẹ không biết chơi với bố đâu. Rồi cậu bé chạy xa ra một góc, nhìn hai người nằm cạnh nhau mà hạnh phúc ánh trên trong đôi mắt và nụ cười trẻ thơ. Không biết sau đó cậu bé nghĩ gì đã chạy đến đôi mẹ bế lên nằm cùng để gia đình được quây quần bên nhau vô cùng đầm ấm. Con xử lý bố hả? Dạ bé. Ừ, con xử lý bố ấy. Con tính làm sao thì con tính. Yêu bé. Hả? Xử lý kiểu gì đấy? Xử lý yêu yêu đấy. Tèo đấy này. Tèo này. Sau mọi nỗ lực của con trai, cuối cùng thì vợ muốn giận chồng thì cũng không giận được trước thái độ của cậu bé. Nhiều người cũng cảm thấy cảm động trước tình cảm vô tư trong mắt trẻ thơ. Chỉ cần bố với mẹ nằm cạnh bên nhau thì cuộc sống luôn màu hồng. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại: đây mới đúng chất trưởng ban hòa giải của khu phố bất ổn. Ngoan quá con ơi, con nhỏ đã hiểu chuyện đến thế rồi. Đây chắc chắn là một người đàn ông vì gia đình trong tương lai. Cưng xỉu, đúng chất con cái là dây nối của đôi vợ chồng mà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.